Ok, chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Mình là Leo đây. Video đợt trước á, nó âm thanh của game nó hơi bị lớn, cho nên là mình nói nó không có được rõ. Thì lần này mình đã khắc phục hơn rồi. Hy vọng là lần này anh em nghe rõ hơn. Thì ok, thì đợt trước á, trong video trước thì có mấy bạn á, hỏi mình bây giờ á, là mình làm video về meta hiện tại, robot. Robot nào mà nên sử dụng, nên sản xuất, hay là mình nên xài vũ khí setup nào các kiểu á, cách thì xưởng như thế nào là hợp lý. Thì ok, thì mình cũng nói chia sẻ luôn với anh em là bây giờ hiện tại bây giờ á, thì cái meta là cái meta của robot mới rồi. Thì hầu như là tất cả những con robot nào mà mới ra thì đều là trở thành meta cả. Mà nói chung á, thì những khi mà thì anh em để ý là chỉ những người mà có tiền hay là những người giàu mới có được những, có ngay được những cái meta hiện tại, đó là những con robot mới á. Tại vì nếu như mà muốn sở hữu một con robot mới ra thì anh em chắc phải tốn cũng không phải là ít đâu. Thì nói chung là những người mà cài chai hay là ít nạp giống như mình á, thì mình không thể nào mà mình chạy theo những cái meta đó được. Bởi vì hiện tại á, thì bên nhà phát hành game thì cứ tầm 1 tháng, 2 tháng gì đó thì lại ra một con robot mới nữa. Cho nên là nó lại thích meta thì nó lại cứ thay đổi liên tục. Cho nên là mình không thể nào mà mình chạy theo được. Thì nói chung là vậy. Còn vấn đề này một lát nói sao. Còn hiện tại á, thì những con robot mà cùi cùi mà anh em có thể nào mà sử dụng được á, thì mình khuyên anh em nha. Đây chỉ là cái chia sẻ của mình thôi, những cái trải nghiệm của mình. Thì đây chính là Mender. Thì mình cảm thấy nó là một con trong những con robot mà khá là đặc biệt mà anh em có thể sử dụng được. Nói chung á, là cái kỹ năng của con Mender này nó khá là ngon trong tất cả các trận chiến. Thì anh em có thể bitlock nó cũng được, hoặc là sản xuất nó cũng được, rất là tiện lợi. Với lại thì con tay lái này thì khả năng thì anh em cũng có thể sở hữu được nó. Còn con robot thứ hai á, chính là Typhoon. Thì con này mình đã từng sử dụng, và bây giờ hiện tại thì mình đã có bản limit và mình để ở trong xưởng rồi. Nó khá là mạnh anh em ạ. Nói chung là với hợp với cái túi tiền của những người cài chai, anh em có thể sản xuất được con robot này đó. Thì ở cái khả năng đó là như vậy đó. Còn đây chính là đây là con ma mà mát mà đó. Thì nói chung là anh em có thể tùy thôi, tùy anh em là anh em thích con robot nào thì cứ việc sử dụng con robot đó nè. Đây thì mình gợi ý thêm một con nữa, đó là con hao này. Thì đây chính là con robot chống titan thế hệ thứ hai. Thì sau đời của Aozun thì nó chính là robot chống titan. Và robot chống titan đời thứ ba chính là Seraph. Con Seraph bay bay thiên thần đôi cánh trắng, anh em thấy đó. Thì đó chính là thế hệ mà diệt titan. Nghe rất là ngầu đúng không? Thì con hao này mình thấy bây giờ nó cũng chưa có lỗi thời lắm đâu, cũng có rất là nhiều anh em hay xài. Con này hồi xưa chắc cũng là được gọi là vua bầu trời các kiểu đó. Đây, còn đây là Aozun. Con này chính là robot chống titan thế hệ thứ nhất. Thì hồi xưa nó rất là mạnh mẽ nha. Bây giờ thì theo meta bây giờ thì nó không còn hợp nữa, cho nên là theo mình cắt xưởng luôn đó. Còn con Nemesis này thì sau này mình sẽ làm một cái video về con này. Nói chung là con này nó cũng khá là rất là khó chịu, mà anh em ít gặp lắm đúng không? Nhưng mà một khi anh em gặp rồi, anh em sẽ biết được cái độ khó chịu của nó như thế nào đó. Thì ok, đó là những con robot mà mình gợi ý cho anh em để anh em up setup thôi. Nhưng mà tùy mọi người nha. Thì mọi người thích con nào thì mọi người cứ setup con đó. Thì mình chỉ chia sẻ thôi, mình chỉ cảm nhận thôi đó. Còn đây chính là những loại vũ khí sau khi được bóp và được nép ở nhà phát hành nó đã đưa ra. Thì ở đây anh em thấy cái màu vàng nhạt chính là cái vũ khí sau khi nâng lên MK3. Thì nó là ở trước. Còn cái màu vàng đậm á, thì nó là vũ khí sau khi nâng lên MK3 và đã được nép, và đã được búp và được nép.
sau cập nhật đó thì anh em có thể thấy ở đây chính là Nucleon với lại là Glory, Redeemer chính là súng thục nha, súng đạn nổ, Ember chính là súng lửa, Viper nè, Avalancer gì đó. Thì anh em có thể chụp lại nha, tại vì cái này mình đọc theo chắc cũng không kịp đâu, tại vì cái ảnh nó chạy rất là nhanh. Nói chung là vậy, thì anh em có thể tham khảo từ từ. Thì nói chung á là cái meta hiện tại bây giờ chính là meta của súng đạn vô cực nha, tức là Nucleon này, Atomic Sight, Quaker gì đó, với lại là súng phun lửa và Viper, với lại là súng lockdown. Còn những khẩu súng mà mới ra hiện tại á, thì nó đã bị nép rất là nhiều. Anh em có thể thấy đây, Fighter nè, rồi ở đây nó là cái đâu rồi, nó nhảy qua rồi, lát nó quay lại đây, Igniter các kiểu nè, súng phun lửa nè, anh em thấy không? Atomic Sight nó được buff rất là nhiều, nó bây giờ cái ống của nó chạy rất là xa luôn rồi đó, anh em có thể thấy. Thì bây giờ đây anh em có thể lưu lại để mà set up vũ khí cho từng robot của mình nha. Đó, đây Mangetat chính là khẩu súng lockdown mà loại nhẹ nha, thì nó thuộc là dòng lockdown, nó được buff sức mạnh lên. Thì nói chung là Busa hay là Puncher gì đó thì nó đã được buff sức mạnh lên rồi, anh em có thể set up vào từng con robot, cân nhắc set up vào từng con robot thôi. Đó, thì đây là cái ảnh nó chạy, mình để cái ảnh nó chạy khá là nhanh để cho video nó không có quá dài cũng không có quá ngắn, thì anh em thông cảm, có gì thì anh em chụp giữ tua lại cái đoạn ảnh để mà anh em nhìn cho nó rõ. Thì ở đây mình chỉ quay lên cho mọi người coi thôi, để cho mọi người, nhiều khi có mấy bạn mà cũng chưa có cập nhật thông tin á, thì mình để ở đây cho mọi người xem để tham khảo được các kiểu. Thì đây chính là cách đây chính là những loại vũ khí sau khi được buff và được nép nha, đây chính là sức mạnh của nó đó. Sự thay đổi này thì cũng khá là lớn đó. Nói chung là nó cũng đem lại khá là nhiều trải nghiệm mới, thì em có rất nhiều lựa chọn để set up vũ khí tùy thôi. Bây giờ vũ khí mạnh như là khẩu fighter hay là speed á, những khẩu mà nó bắn thục thục mới ra đó, bây giờ nó yếu rồi. Nói chung là bây giờ vũ khí á, thì nó quá mạnh thì nó sẽ bị nép thôi, anh em cứ việc yên tâm, không có gì phải lo lắng đâu. Còn đây á, là cái thông tin mà mình mới cập nhật được, thì ở đây nó ghi á, là cửa hàng máy bay không người lái, cửa hàng chip vi tính, anh em có thể hiểu là chip vi tính sẽ bị vô hiệu hóa vào ngày 14 tháng 2 đó. Cái ảnh nó chưa đủ, mình xin một ảnh đó nha, anh em thông cảm đó. Thì triển khai máy bay không người lái trong chiến đấu sẽ bị vô hiệu hóa vào ngày 20 tháng 2, thì cũng tức là ngày 14 tháng 2 nó sẽ khóa cửa hàng RON và cửa hàng chip, anh em không thể nào mua được. Máy bay không người lái là RON sẽ không thể triển khai vào ngày 20 tháng 2. Còn cái vấn đề á mà xây dựng xưởng á, thì mình khuyên anh em một điều á là đừng có tốn công tốn sức để chạy theo mấy cái meta mới làm cái gì. Thì mình chỉ khuyên anh em một cái thôi, đó là bây giờ nếu như anh em muốn xây dựng xưởng á thì anh em chỉ việc nâng một con chủ lực duy nhất. Mình ví dụ nha, ví dụ như là một slot, thì anh em mới vô thì sẽ có một cái xưởng một slot đúng không, thì mình khuyên anh em ít nhất là mở tầm một slot hai slot thôi. Ý, trời ơi, ba khẩu Prisma luôn ạ. Chơi kiểu này thì ai mà chơi được ạ. Thì ok, nó tiếp tục với chủ đề thì nó cũng giống như là mình thôi. Ví dụ bây giờ anh em có hai slot đúng không? Bây giờ anh em nuôi một con để cho nó mạnh đi. Ví dụ một con lên MK2, vũ khí MK2 cái kiểu á, thì cái con đó nó sẽ trở thành chủ lực của cả xưởng. Thì một mình nó có thể kiếm bạc để mà nâng được những con robot tiếp theo. Thì lúc đó anh em sẽ mở từng slot tiếp theo và cứ dùng con chủ lực đó để mà kiếm bạc để mà nâng từng con robot tiếp theo thôi. Thì kiểu giống như nhà mình vậy. Bây giờ nhà đẻ tầm hai thằng con đi. Rồi một thằng nó lớn rồi thì nó có khả năng nó nuôi được thằng em nó. Nó có khả năng trông nom thằng em nó thì mình khỏe thôi, chứ gì đâu, đúng không anh em? Thì
Đó thì bây giờ nếu như mà mới vô á mà anh em mở 5 slot hết mà mấy con robot nó chả đâu vô đâu hết, chả có con nào mạnh để làm chủ lực hết thì làm sao mà anh em nuôi nổi được. Thì đó, thì cũng giống như mới cưới xong mà đẻ nhà đẻ 5 thằng con thì tiền đâu mà nuôi cho nó hết, đúng không? Đó thì mình, đây là cái kinh nghiệm đi trước của mình chia sẻ nha. Đó chính là lý do mà tại sao mà tới giờ cái xưởng mình cũng chả đâu vô đâu hết. Thì tại vì hồi trước á mình cũng đã quyết tâm tức là nâng một con chủ lực, thì mình nhận thấy con Fenrir khá là ngon cho nên mình nâng nó lên đó. Thì đây mình lại mắc một cái sai lầm, đó là nên biết sao là khi mà con Fenrir á thì nó làm chủ lực thì mới vào trận thì mình sẽ hạ nó xuống đầu tiên, thì nó sẽ xuống trận đầu tiên. Có nhiều trận á thì nó mạnh thì nó càng quét được, nhưng mà có một số trận thì nó bị quá nhiều quá lực tấn công thì nó lại bị phá hủy đầu tiên. Thì lúc đó những con robot ở trong xưởng của mình tiếp theo á thì nó lại phát huy được sức mạnh, thì lúc đó mình lại cảm thấy à con này nó ngon nè, nó cũng setup này cũng ok cũng mạnh nè, thì mình lúc đó mình lại buông con Fenrir ra, mình lại đi nâng con robot đó. Thì cái đó là cái sai lầm, tại vì lúc đó con Fenrir của mình nó vẫn đủ mạnh và mình đã nâng con Fenrir nó lên tầm 60-70% rồi, thì mình lại buông nó ra để mình nâng một con Harvey hoặc là một con gì đó mà mình cảm thấy nó ngon, mặc dù trận đó mình chỉ dùng nó một lần thôi. Thì cái đó gọi là mình bị dao động nha, thì cái đó là cái sai lầm của mình. Mình khuyên là nếu như mà anh em muốn nâng chủ lực á thì anh em quyết tâm là bắt buộc anh em phải nâng cho được nha, phải nâng nó lên được MK3 hoặc là MK2 vũ khí, MK2 các kiểu, module full hay gì đó, tay lái full vàng các kiểu á, thì lúc đó anh em mới thoải mái được, mới có thể nâng được những slot tiếp theo đó. Thì cũng giống như mình thôi, bây giờ nuôi một thằng nó lớn rồi, nó trưởng thành rồi thì mình đã nuôi nó rồi, mình dạy hết mọi thứ cho nó rồi, cũng giống vậy mình nâng cấp mọi thứ cho nó rồi, thì bây giờ mình đâu còn gì để nâng cho nó nữa. Thì lúc đó nếu như mà đẻ thêm chừng vài thằng nữa thì thằng lớn đó nó phải có trách nhiệm, nó hỗ trợ cho mình để nuôi những cái đứa tiếp theo mà, đúng không? Thì cũng giống vậy thôi, thì con chủ lực đó bây giờ nó sẽ là cái công cụ, nó là cái con chủ lực để mà kiếm bạc, để mà kiếm ao, để mà nâng những con cái slot còn lại. Thì lúc đó đó mới là cái định hướng để mà anh em xây dựng cái xưởng ổn định. Ê, lại mất kết nối rồi, đây rồi chết rồi, kết nối lại đi. Ồ hay quá, ngon không à, tới đâu rồi à? Thì nó là như vậy đó, thì đây với lại cái chia sẻ của mình nha. Mình nói chung là cái chia sẻ thật sự của mình để anh em chú ý hơn thôi, để anh em có một cái mục tiêu để mà anh em xây dựng một cái xưởng ổn định nha. Ok, còn cái vấn đề mà meta thì anh em biết sao, tại vì cái meta thì 1-2 tháng thì nó lại ra một con robot mới, thì y như rằng con robot nó đó sẽ thành meta. Thì anh em thì mình cũng khuyên anh em á là khi mà anh em nâng được một à khi mà anh em xây dựng cái xưởng á thì anh em nên lựa một con chủ lực nào mà anh em thật sự là thích chơi và cái vũ khí setup nào mà anh em thật sự thích thì anh em nâng nó lên. Dĩ nhiên là mọi con robot khi mà nó lên MK3, vũ khí MK3 thì nó đều trở thành quái vật cả. Thật sự khi mà anh em sắm đầy đủ setup cho nó và lên vũ khí cho nó MK2, MK3 nó đều trở thành quái vật, thậm chí nó còn có thể vượt qua những con robot meta hiện tại và trong tương lai. Thì nói chung á là chỉ cần anh em đam mê một con robot nào thì anh em cứ việc nâng con đó, không cần biết nó là có hợp meta hay không, hay là nó có theo kịp thời đại hay là meta gì hay không, thì anh em cứ kệ nó, mình thích con nào thì mình chơi con đó thôi. Cũng giống mình vậy, bây giờ mình cái meta nó bỏ xa mình tầm là 5-6 con robot rồi nhưng mà mình vẫn chơi Fenrir thôi đó. Thì đó thì cái này á là kiểu giống như là việc gì mà anh em phải bỏ công bỏ sức ra để mà chạy theo những cái meta robot mà nó sẽ không bao giờ dừng lại,
nó sẽ cứ ra tiếp tục, và Meta nó cứ tiếp tục tới tới gì đó, trong khi mình có thể tự tay tạo ra một cái Meta cho chính mình để mình chơi thật là thoải mái, thật là vui vẻ. Nói chung là khỏa cái niềm đam mê về robot của mình là cảm thấy lúc đó là ok rồi, chứ mình không có cần phải bỏ công bỏ sức để chạy theo những con robot Meta mới làm cái gì. Thì mình chỉ cùng lắm thì mình lên YouTube mình tham khảo mấy ông lớn lớn mấy ông chơi thôi, để mình biết được cái kỹ năng của con robot đó như thế nào, chứ bây giờ làm sao mà mình có thể theo kịp Meta, đúng không? Ví dụ bây giờ anh em đầu tư một con đi, một con robot mới ra, Angelo chẳng hạn, thì anh em tốn cả khối tiền vô để mà anh em mở ra, còn phải tốn bạc, tốn gì nâng này, rồi sắm vũ khí setup các kiểu á. Thì trong lúc đó anh em sắm gần xong thì anh em chơi được tầm 1 tháng thì nó lại ra một con robot khác, trong khi con Azula anh em đã nâng đầu tư rất là nhiều thì nó lại ra một con robot khác nữa đó. Thì con robot mới ra đó nó lại trở thành một Meta mới, thì lúc đó anh em lại chẳng lẽ là lại bỏ thêm khối tiền nữa mà anh em sở hữu nó được nữa sao đó. Thì bây giờ á, mình đây chính là cái ý kiến của mình thôi nha, mình đó thì mình hướng dẫn vậy thôi, mình chỉ nói vậy thôi đó. Thì anh em cứ việc suy nghĩ, còn không thì góp ý cho mình đó. Thì tự tay mình tạo ra một cái Meta thì là tự tay mình chơi đó. Nhiều khi là con robot mà Meta của mình á, Meta mình tự tạo ra nó còn mạnh hơn cả những con robot mới ra nữa. Với lại con robot của mình á thì nó là robot lâu đời, đúng không? Thì nó ít khi bị nhà phát hành nó rờ trúng, chẳng hạn như là lâu lâu giảm sức mạnh nè, rồi bị nép nè, hay là các kiểu á đó. Thì nó cũng ok đó. Thì đó là những cái chia sẻ mà mình muốn anh em biết nha. Thì đây, tóm lại là một câu, cần gì phải tốn công tốn sức mà chạy theo cái Meta, trong khi mình có thể tự tay tạo ra một Meta của riêng mình và tự tay mình chơi đó. Cái này thì cảm nhận riêng của mình thôi nha, còn tùy anh em muốn sao là tùy. Anh em muốn robot mới rồi robot Meta cái kiểu á thì cũng tùy thôi, mọi người cứ thích con nào thì chơi con đó, rồi phù hợp với cái túi tiền của mình thì cứ sở hữu thôi đó. Thì mình khuyến khích anh em là như vậy đó. Còn hồi nãy giờ thì đây là con Mender, như anh em muốn thấy nó sống từ nãy giờ chắc cũng chưa có chết đâu. Mình nghĩ là chắc tới lúc này thì cuối trận rồi, chắc nó cũng không chết nữa đâu. Thì cỡ này thôi đó. Thì mới đầu trận này giật mình luôn em ạ, gặp 3 thanh niên xài Prisma luôn chứ. Laser thì... bắn cái gì đây? Ý nó là kêu mình lại để hồi máu cho nó đấy mà. Được rồi, đợi xíu. Từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh anh trai ơi. Đó. Đây chính là cái khẩu hiệu mà nhiều thanh niên ra hiệu đối với những người chơi Mender như mình á, là hay sử dụng súng để mà bắn vào con robot của mình á, để gây chú ý, để mình nhìn thấy nó hết máu á, xong cái mình lại mình hồi máu á đó. Thì cái kiểu giống như là như vậy. Thì khi chơi Mender anh em sẽ gặp rất nhiều trường hợp như thế này, thì nó lại rất là vui nha đó. Thì ok, nói chung là trong clip này thì mình chỉ chia sẻ những điều như vậy thôi đó. Thì anh em thấy hay thì hãy để lại một like và một subscribe cho mình nha. Ok, thì chỉ có vậy thôi, chứ mình cũng vậy thôi. Ok, còn hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo nha. Ok, chúc mọi người xem video vui vẻ nha, chơi game vui vẻ nha. Ok, tạm biệt mọi người.